Trước hết, chúng mình sẽ cùng đến với câu mở đoạn và cùng học tập tác giả Thi Sảnh trong cách miêu tả vịnh Hạ Long. Sẽ cùng cô tìm hiểu qua đoạn 1 và đoạn 2 của bài trước nhé. Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh có một không hai của đất nước Việt Nam. Cái đẹp của Hạ Long trước hết là sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Trên một diện tích hẹp mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô, khuất khúc như rồng trầu phượng múa. Đảo có chỗ sừng sững chạy dài như bức tường thành vững chãi, ngăn khơi với lộng, nối mặt biển với chân trời. Có chỗ đảo dàn ra thưa thớt, hòn này với hòn kia biệt lập, xa trông như quân cờ bày tròn von trên mặt biển. Tùy theo sự phân bố của đảo, mặt vịnh Hạ Long lúc tỏa mênh mông, lúc thu hẹp thành ao, thành vũng, lúc bị kẹp giữa hai triền đảo như một dòng suối, lúc uốn quanh chân đảo như dải lụa xanh. Phần đoạn thứ nhất chính là phần mở bài. Tác giả đã giới thiệu về vẻ đẹp của vịnh Hạ Long. Vẻ đẹp ấy được khắc họa lần lượt qua các đoạn trong bài. Và đoạn 1 chính là nét rõ và đoạn 1 chính là phần rõ nét nhất của hình ảnh vịnh Hạ Long. Tác giả lựa chọn cái đẹp của Hạ Long trước hết là sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Ngay câu đầu tiên, tác giả đã giới thiệu về sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Và để minh chứng cho sự kỳ vĩ ấy, tác giả đã đưa ra các hình ảnh. Sự kỳ vĩ ấy được biểu thị bằng hàng nghìn đảo nhấp nhô, khuất khúc như rồng. Sự kỳ vĩ ấy được thể hiện bằng cụm từ hàng nghìn đảo nhấp nhô, khuất khúc như rồng trầu phượng múa.